hãy cử một người qua làm ô chin thì chúng ta sẽ được cái gì? Cái củ dừa. Cái gì anh nghĩ sao vậy? Không. Ủa rồi. Có không phải? Em muốn níu gì lại? Không. Cái dừa củ dừa đâu làm? Có chết cũng không đi làm ăn xin cho người ta. Mình làm bánh xèo mà không có củ dừa thì lát đầu bếp sẽ chấm là không có điểm thì mình sẽ thua người mà. Vì đồng đội chị qua bệnh chị giúp dạ? Việc chị lấy đồ về chị nuôi tụi em. Chị nuôi tụi em. Chị nuôi tụi em. Nhưng mà như vậy là nhục lắm. Em thấy là hai người này làm vậy chi mất công. Bên em đâu có nhận. Ờ mà đúng vậy chị? Nếu có mà nhận. Thật ra không cho thì... luôn. Ờ, không, không cho. Không cho luôn. Không còn ai chia khoảnh khắc xưa vui. Không, không, giờ không cần luôn. Không, mình phải mình giúp người ta bằng cách mình nhận về. Kêu lấy rau lấy rau. Mình làm giá chị, mình làm giá. Đó, kêu đấm bóp là đấm bóp. Đúng. Nhưng mà em nghĩ là em không muốn lấy giả đâu. Chị ơi, con chị em làm được lắm. Trời chị. Ơi, đừng có làm như vậy. Chị ơi, rửa chén giặt đồ sẵn ra làm được hết. Anh chị thấy chưa? Chị ơi, nhận đồng dạ đội, chị thấy đồng ơi. Đội chị chưa? Ơi. Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý. Rồi mời về bếp. Dạ. Ok, đồng ý. Đừng nhận rồi dạ ơi. Đừng xem cho chồng chị làm việc đừng cho dạ. Đừng cho bà nấu ăn. Bà đúng. Sẽ phá mình. Đúng. Rồi, mời hai đi bạn đi. Về. Đi về đi. Bảo trọng. Để đây tôi lo cho. Để đây tôi lo cho. Đi về đi. Bảo trọng. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đồ bánh xèo. Dạ, bây giờ em phải làm gì ở đây à? Bóp cho à, bóp đi, bóp đi. Không, em bóp vô cái quậy. Ừ, không mấy quá nha. Cái này mình dập dập đi. Em phải pha bột. Ờ, pha bột, pha bột đi. À, pha bột, em có thể phụ mọi người pha bột. Dạ. Quả quậy đó, không cho nó vô. Đeo tạp về. Nào, ô xin. Hả? Phục vụ ông chủ. Đeo. Ủa, bị liệt hả? Ủa? Chị qua đây chị giúp việc mà. Chị dạ ơi, chị dạ ơi, ra chị dạ ơi. Rồi. Đeo. Tôi đuổi à. Rồi, cái này thì đeo lên đây đúng không? À, đây. Cao quá. Vừa thôi. Harry ơi, em chưa cắt ra sao em bầm được? Chị phải cắt nhỏ rồi, chưa phải cắt nhỏ. À, cắt nhỏ rồi chị mới bầm. À, dạ. Giờ mới biết, chúng ta cắt thịt vịt là cắt nhỏ rồi thì mới bầm nha mọi người. Rồi đấm bóp đi, qua đấm bóp cho bà. Dạ, em đấm bóp cho. Rồi đấm bóp đi. Vừa đang đấm hoang đi. Chị Harry ơi, chị bầm cái gì? Thịt vịt. Ai chà, em ơi. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Em mở ra mấy cái này đi, mấy cái bịch bịch đó mở ra. À, em ơi. Dạ. Chị đang cầm dao đó em. Ờ. Dạ, em à, để chị đấm bóp. Chị ơi, em đang làm luôn á chị. Chị dạ ơi, ráng cố gắng giúp em bảo đi chị dạ. Ờ à, rồi. Chị dạ ơi. Chị dạ ơi, chị đang phá một. Ê, phải đấm bóp. Trời ơi, bóp giúp. Mọi người ơi, okay, cái này là cái món quà hay là thiên tai vậy mọi người? Dạ, em có sợ mở, em mở, em không mượn, không mượn chị ra qua Henry đi. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi, chị dạ dạ. Anh ơi, anh Giang ơi, bà dạ bà phá tụi em chứ em bà quan phục bỏ, vụ gì bỏ đây được không anh? Trời ơi, sao mà phí phạm vậy? Tụi em bà này thiệt phải bỏ ghê thiệt. Chúng tôi sẽ trừng phạt chị húp nước mắm cho chúng tôi. Nếm thử đâu, nước mắm. Đâu. Thôi dạ về phụ đội mình đi chứ thấy bên đây đó dạ. Hỗn độn quá. Cho về. Em phải đi. Phụ. Bên này cần làm cái gì đi dạ về. Là dạ không phụ cho. Cần. Bên này không có cần. Đừng có ăn cắp vặt. Không được ăn cắp vặt. Đi về. Đi về. Bên này mình thiếu cái gì? Bên này mình thiếu cái gì vậy? Bên này mình thiếu cái gì vậy? Cái đồ đánh trứng đâu? Cho cái bao tay. À, sao bên này mình không có cái đồ đánh trứng ha? Mặn dữ. Bên này ổn không? Không, bên này vẫn ổn chị dạ. Dạ wow, màu không? Đẹp quá. Thật là tuyệt vời. Cái này mình xài xong cho mượn. Không phải tôi mượn cái đồ đánh trứng thôi mà. We only need the two of us together. We only need the two of us. Cho bà về luôn đi. Phá quá rồi. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Tại sao mình không mẻ nó ra luôn nè? Không mẻ không có đẹp em. Cái gì mới đẹp nè đúng không? Trời ơi. Em nhưng ơi. Chỉ có 10 phút. Không, nè. Được, rồi, được. Cái này cắt hành lụ lên. Bao đi. Làm gấp lắm. Rồi em chỉ biết cắt hành lụ không? Ừ. Đó. Chị biết cắt hành lụ không? Hành lụ là cái gì? Hạt nhỏ. Cắt nhỏ đúng không? Cắt xong mình bỏ vô đây nha. Ai dù thôi cứ thử đi. Vâng,
đứt tay của những đứt tay. Vâng, tại vì em sợ đứt tay nên em mới phải vậy. Anh không biết một cái gì luôn. Gia đình chắc buồn với em lắm hả Dân? Không, mẹ em cũng không biết nấu ăn luôn á. Trời ơi, trời ơi, vậy là khỏi nói rồi còn gì để nói nữa. Mọi người nghiệp quá mọi người. Em ổn, em ổn. Anh tin em đi. Không dám đứng gần bé luôn. Ủa làm gì vậy? Tụi em không dám nói lớn anh ơi. Trời, tao bắt trước hả? Ừ. Ngon. Láo này đi chị nhá. Láo này đi. À. Đâu láo đi con. Bỏ cái đó đi. Bỏ cái đó đi. Tao dạ đi, em cắt cho. Ủa đạt cuốn rồi hả? Cái này có trái cây trong này chưa? Chưa. Là cái này bỏ. Tôi để em ly trần quá. Wow. Làm tới đâu bỏ tới đó. Cái này là kiwi. Em cắt cái này đi. Rồi mình còn làm gì nữa không? Ok. Kiwi ngọt á. Cái này để trang trí này. Đúng rồi, em để trang trí đó chị. Làm gì Vân? Em cắt ta. Được rồi Vân ơi, được rồi. Đúng rồi, chị để gì cái gì đó đi. Chị ơi, thì có cái tay nãy giờ chị chán lắm. Em nãy giờ em chưa cuốn được gì luôn. Rồi. Ok. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây. Dạ 30 giây. Đẩy lên. Em nghĩ là cắt kiwi hình tròn lên trang trí. Không nên. Em bỏ miết con. Rồi bên em xong. Đây. Để gì nữa. Trang trí đi. Trời hay quá, chị Harry cắt hay quá. Không, cắt làm hai lắm. Cắt làm hai. Không, cắt em cắt. Em thề với mọi người đây là em chưa bao giờ ăn ở những cái món mà chương trình đưa ra hôm nay luôn trong cuộc đời. Hôm nay ăn đó. Xong. 10. Ủa, được nhau. 9. 8. 7. 6. Mừng quá, năm, thành công rồi chị ơi. 4 3 2 1 Hết giờ. Hết giờ rồi, đừng có làm nữa. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Xem ngay, ngoài hàng Anh combo VionVip và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng.